Và tiếp theo chúng con xin kính mời câu hỏi của máy Diệu Âm Hoài Thu, và chúng con kính mời máy anh Quang Minh chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, dạ anh cầu nguyện đây, Diệu Âm Hoài Thu đang tắt camera. À, dạ, chúng con xin chuyển lại máy Diệu Âm Hoài Thu sau ạ. Chúng con xin kính chuyển đến câu hỏi của đồng tu gửi cho ban tổ chức, xin kính nhờ anh Quang Minh đọc giúp, và chúng con kính mời máy chị Diệu Thành chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin đọc câu hỏi cho một vị đồng tu. A Di Đà Phật, con có một câu hỏi chưa hiểu, kính nhờ lão cư sĩ Diệu Âm giải đáp. Thời Phật Thích Ca còn tại thế, khi ngài Mục Kiền Liên cầu cứu Phật cứu mẹ, thì Phật bày cho ngài ngày rằm tháng bảy an cư kiết hạ, nhờ oai lực của mười phương chư tăng cứu mẹ thoát cảnh ngọa quỷ lên làm người. Vậy tại sao Phật không bày cho ngài khuyên mẹ ngài phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây phương cực lạc à? Con xin tri ân công đức của ngài. A Di Đà Phật. A A Di Di Đà Đà Phật. Phật. Tất cả đều là những biểu pháp cho chúng ta. Tại sao Ngài Thanh Đề bị nạn xuống địa ngục, đầu đội chậu máu ngồi bàn chân, mà Đức Thế Tôn không dạy cho Ngài Đại Mục Kiền Liên dùng câu A Di Đà Phật mà giúp cho mẹ mình thoát? Thực ra có cái lý là tại vì chính Ngài Thanh Đề là mẹ của Đại Mục Kiền Liên, là người luôn luôn phỉ báng Phật pháp, chư vị ơi, luôn luôn chống đối việc tu hành, Ngài không tin tưởng gì cả. Vì Ngài không tin tưởng thì dẫu cho khuyên Ngài niệm Phật, Ngài không niệm. Ngài không niệm thì ai cứu Ngài được đây? Như chư vị đang trên đường Zoom này, đến lúc mà buông báo thân mà chính mỗi người chúng ta không niệm Phật được thì A-di-đà Phật cũng đành bỏ tay, không cách nào có thể cứu chư vị được. Mà trong khi chư vị thành tâm niệm Phật thì dẫu cho nghiệp chướng tràn trề, mười niệm cũng có thể vãng sanh Tây phương cực lạc. Chính vì thế một người đã không tin Phật thì một nửa câu người ta không niệm, một phần mười câu người ta không niệm, một ý niệm thôi khởi trong tâm không có, làm sao có thể Phật cứu được đây? Chính vì thế mà muốn vãng sanh về Tây phương, muốn được cứu, nhất định phải có cái căn lành, và từ người bệnh đó phải niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây phương cực lạc. Thì theo đại nguyện của Đức A Di Đà là những người ở Himalaya tam ác đạo, niệm Phật thì mười niệm cũng tất sanh. Bà Thanh Đề rơi vào tam ác đạo nhưng nhất thiết không niệm Phật thì Đức Thế Tôn cũng đành chịu thua, không cách nào có thể cứu Ngài Thanh Đề bằng câu A Di Đà Phật, đành rằng phải dạy cho Ngài Đại Mục Kiền Liên là khẩn cầu chư đại cao tăng trên mười phương pháp giới. Nghe chư vị, nghe chư kỹ cái câu này: chư tăng, chư cao tăng trên mười phương pháp giới, chứ không phải là trong cái cõi ta bà này, không phải trong cái nước Việt Nam này, hay là trong tại chỉ những người cao tăng ở trong Ấn Độ không. Một cái lực lượng vĩ đại như vậy để mà đem cái công đức đó thế trong cho Ngài Thanh Đề ra khỏi tù, chư vị mới thấy rõ ràng trong cái một câu A Di Đà Phật. Nếu bà Thanh Đề biết tin và niệm lên đi thẳng về Tây phương thành đạo, chứ không phải là rơi ra khỏi cái địa ngục, mà cũng tiếp tục ở trong cảnh gọi là sanh tử luân hồi đâu. Cho nên khi nghe được cái này, chúng ta mới thấy là cái giá trị vô cùng khác nhau giữa một người thành tâm niệm Phật vẫn sanh Tây phương cực lạc, với một cái là chư cao tăng
dùng tất cả những đức của Ngài, công đức của Ngài hồi hướng để mà cầu như thế trong chư mình, cũng ở trong lục đạo, chỉ vượt qua cái địa ngục mà thôi. Đây cũng là một biểu pháp cho chúng ta thấy cái giá trị vô cùng to lớn của câu A-di-đà Phật. Và nói là như thế này thì giống cũng xin nhắc nhở cho chư vị, ví dụ như Ngài A-sa-tế là một người đại ác, có thể là ác hơn Ngài Thánh Đề nữa là khác, giết cha, giam cầm mẫu hậu, chiếm ngôi vua, và còn bày mưu bất tính kế với Đề Bà Đạt Đa, chờ Phật đi ngang cái hẻm núi đó trên lăn đá xuống cho Phật chết, làm cho Phật ra máu. Đây là những cái tội phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Nhưng mà Ngài A Chà Tế khi mà cuối đời ngộ ra cái vấn đề là mình đã làm sai, Ngài kia thành sám hối và định, chỉ có chết mới có thể rửa được cái tội. Nhưng mà cũng nhờ quần thần hộ niệm đấy, khuyên ngài đến gặp Đức Thế Tôn, xin Ngài từ bi chỉ đạo cho. Ngài là một đức đại giác ngộ, không bao giờ thù hằn riêng cá nhân đâu, không bao giờ Ngài chấp đâu. Chính Ngài A Xà Đế đến quỳ lạy Đức Thế Tôn, kể ra tội chứng của mình, thành tâm sám hối. Và Đức Thế Tôn nói tội của ông chỉ có xuống địa ngục A Tỳ, chứ không cách nào chữa được nếu không niệm câu A Di Đà Phật. Cho nên Ngài chỉ Ngài A Xà Đế niệm câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Qua Xà Đế quyết lòng niệm Phật khẩn thiết kiết thành sám hối, Ngài vãng sanh với cái dạng sám hối vãng sanh mà phẩm vị đến thượng phẩm trung sanh. Đây là một cái tích, một cái biểu tượng để chúng ta thấy câu A Di Đà Phật thực sự bất khả tư nghị, không thể nào có thể bàn luận tính được, chỉ có niềm tin, không có niềm tin đành phải chịu thua thiệt vậy. A Di Đà Phật.